not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful.
vàng thu dài. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngay bên ai cho em yêu cuộc đời. Ta chỉ cần
辛苦了。
kiệu vàng theo chàng về dinh. Chồng là duyên nợ, là cái duyên thiên định. Hôm nay hai cháu quốc Việt, chàng trai xứ Quảng Nam gặp cô gái xứ Lâm Đồng Thảo My nên duyên vợ chồng. Trong thời gian quen nhau, tìm hiểu và quyết định đi đến với nhau cả cuộc đời, xác định mỗi người một nửa của nhau, nên hôm nay được sự thống nhất của nhà trai nhà gái hai bên gia đình, hôm nay chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vì vậy để tổ chức cho hai cháu được trang trọng, trong đời người có một lần xin báo nhàn gái đắc công quy lệ có thói nên chuẩn bị làm lễ, nên xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến về phía bàn thờ để làm lễ tiên linh ông bà. Xin giới thiệu, họ là trai hay là gái chúng ta đã biết rồi, đã tổ chức ở tại Lâm Đồng, thị trấn Thịnh Mỹ cách đây một tháng. Hôm nay tại nhà trai, đây là cháu Quốc Việt và cháu Thảo My. Xin ra mắt quân viên này, họ xin một tràng pháo tay. Thì tôi tụi chương trình làm lễ gia tiên ông bà, xin kính mời đại diện hai bên gia đình chúng ta làm lễ gia tiên. Trong thời gian làm lễ gia tiên, xin mời hai họ nhà trai nhà gái chúng ta đứng dậy để làm lễ gia tiên ông bà. Thank you.
trưởng thành, chúng ta ra hôm nay lớn lên và lập đời, cho chúng ta chấp cho chúng ta đưa cánh đến đây vào đời. Vì vậy đó là trưởng thành này, bậc trưởng thành không bao giờ quên được. Thì trong những ngày của hôm nay, lễ trai tiên ông bà, xin mời cô dâu chú rể chăm chén rượu cho bậc trưởng thành, miếng trầu để cho bậc trưởng thành của mình. Xin mời. Và tiếp tục mà. Hoành tráng, trang nghiêm, trang trọng. Vì vậy hôm nay tổ chức tại nhà trai, các bà cô chú dì bác về tới đây chúc phúc cho hai cháu, không những mang một tinh thần chúc phúc trăm năm cho hai đứa, còn mang những món quà để tặng cho hai đứa làm hành trang vào đời. Vì vậy hôm nay tôi cũng xin đại diện nhà trai giới thiệu và cũng báo luôn cho hai bên gia đình biết là về các phần quà ở trong tại Đà Lạt, thì ở trong Đơn Dương đã tổ chức ở trong hội nhà gái. Nếu hôm nay nhà trai sẽ cho quà tiếp tục ở hội nhà trai, nếu hội nhà gái còn thì tiếp tục cô dâu chú rể đến tới sáng cũng được nhận quà mà, không sao đâu. Nên là có nghĩa hôm nay á, thì cái thủ tục trước tiên, trước phần cho quà thì đắp cô quê liền có thói, thì ở đây cái thủ tục nhận dâu nhận rể, chắc quý vị ngồi đây cũng mong muốn rằng hai đứa nó sẽ là dâu hiền rể thảo cả cuộc đời nó vậy mà. Thì đó, hôm nay xin đại diện nhà trai sẽ đứng lên nhận dâu cháu Thảo My, chính thức là con dâu tộc Đỗ. Xin trân trọng kính mời bác Thu, đại diện gia tộc sẽ đứng lên nhận dâu. Xin trân trọng kính mời. Cũng mời đầu tôi tha mạc cho gia tộc hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự thống nhất của hai bên gia đình chọn ngày làm thoáng tốt làm lễ thành hôn cho hai và vu quy cho hai con là Phúc Việt và Thổ My. Tôi tha mặt cho gia đình là xin nhận thổ, giờ phút này tôi xin nhận Thổ My là con dâu chính thức của gia đình và một thành viên đang gia tộc chúng tôi. Đồng thời xa đây tôi cũng không gì hơn là trước thềm năm mới xin gửi đến quý vị và gia đình lời cầu chúc sức khỏe và thịnh thế. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại diện gia đình nhà trai của bác Thu rất nhiều. Và tiếp tục về xin đại diện gia đình nhà gái cậu nhận đề hai họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt được sự tổ chức của bên nhà trai, thì tôi xin thay mặt cho bên họ nhà gái xin gửi đến họ nhà trai lời cảm ơn chân thành nhất đã tạo mọi điều kiện để nhà gái chúng tôi hôm nay đưa cô dâu về đến nơi đến chốn. Cái thưa họ nhà trai, cách đây một tháng vào ngày 20 tháng 10, bên họ nhà gái đã tiến hành tổ chức lễ cưới cho hai cháu Thảo My và Quốc Việt. Tất cả những cái thủ tục tiến hành bên họ nhà trai đã mang đến dâng lên ông bà tổ tiên bên họ nhà gái chúng tôi đã tiếp nhận. Hôm nay đây ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi là ngày lành tháng tốt, nhận được lễ vật cũng cùng với là tiến hành cái thủ tục bên nhà trai đến để xin rước dâu, thì hôm nay tập họ nhà gái chúng tôi đã tiến hành đưa cô dâu về đến gia tộc của nhà trai và đã giao cô dâu lại cho bên tập họ nhà trai.
Tôi cũng xin có thêm một ý kiến nữa là hôm 20 tháng 10 năm Kỷ Hợi có tổ chức là bên Hội Nhà Gái, thì trong đó có một phần là tiền sắm sửa cho cô dâu, thì hôm đó thì coi như là bố mẹ coi như đã nhận. Và hôm nay thì thay mặt cho bên Hội Nhà Gái thì chúng tôi cũng xin gửi lại cái phong bì 12 triệu cho hai cháu để hai cháu trang trải cho việc cưới chồng. Mà con xin gửi lại phong bì này cho hai cháu. Hai cháu ghi nhận đó là tình cảm của gia đình mình, cha mẹ mình đã ưu ái dành cho mình, hạnh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn đi. Xin cảm ơn Hội Nhà Gái rất nhiều. Và tiếp tục chương trình, tôi xin giới thiệu là cái phần trao quà ở nhà trai, bà con cô bác ngồi ngồi bốn bên ở nhà trai không những tới đây chúc phúc cho hai cháu. Bây giờ nó bây giờ là hai đứa con đã là vợ chồng thì cái điều trước tiên ba cho bà là bổn phận của làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, còn trách nhiệm, còn có bổn phận là trách nhiệm của tộc họ ông bà cha mẹ và làm gương cho mấy đứa em sau này. Đó là bà một lời bà tâm đắc với hai đứa con, vì hai đứa con là trưởng nam và thứ nữ, quý nữ, cho nên bà
chuyện nhận hợp hôn cho đời luôn có nhau, mặn mà làm sao, ôi hạnh phúc biết bao. Hôm nay đám cưới trong sum vầy, hôm nay đám cưới vui dần đầy. Ai hỏi chú rể và cô dâu, trong quà cũng giới thiệu rồi là bên họ nhà trai trong quan hệ ông bà nói là làm xuôi một nhà điểm ra trong họ, nhưng vừa rồi đã trao quà thì chắc là lại giới thiệu của họ nhà gái biết là trong quan hệ gia đình của họ nhà trai và đến đây thì phần quà trao quà đã xong. Phong tục lễ mễ thì ông chú đã nói hết cửa lễ mễ của cặp giữa hai bên xong rồi. Thì bây giờ tôi đại diện cho họ đàn gái, tôi xin gửi gắm cô dâu. Xin thưa họ đàn trai, con cháu chúng tôi nói vậy chứ tuổi đời cũng lớn nhưng cũng thật là ngây thơ. Thì trước khi bước về quê hương thứ hai thì cũng xin họ đàn trai dẫn dắt cho cháu thêm một bước đường đời như thế nữa. Tuy rằng ở với cha mẹ thì mấy 20 năm nhưng thật sự cũng vẫn còn thờ dại. Thì trong bước đường lần thứ hai thì cũng xin họ đàn trai dẫn dắt thêm để đi những cái gì sai sót thì xin họ đàn trai có gì chỉ bảo thêm cho con cho cháu cho nó hiểu thêm để cho nó được vun trọn cuộc sống của hai cháu. Thì cũng xin không riêng gì làm dâu của họ ông bà, nhưng mà còn riêng là họ tập hai bên nội ngoại rồi làng xóm hàng xóm láng giềng nữa, thì cũng mong những gì sơ sót của cháu thì cũng xin quê hương thứ hai của cháu thì dạy bảo thêm và miễn trách cho cháu những điều gì cháu sơ sót. Xin cảm ơn họ đàn trai rất nhiều. Những bà mẹ, những người dì, những người cô dặn dò con gái và gửi gắm cho con gái mình, kính thưa hai họ, ở cuộc đời ai cũng sai sót, ai cũng không hoàn mỹ hết rồi. Ông bà nói là nhân vô thập toàn mà. Hôm nay hai cháu lọc đời, tất nhiên bỡ ngỡ về làm dâu cũng như về làm rể, thì mong muốn rằng người lớn chúng ta hôm nay chưa phải là hết trách nhiệm, chúng ta cũng vun đắp cho hai cháu nó được hạnh phúc, nó đông đầy, sống trên biết trên, nhường dưới, kính cha kính mẹ, lo tọc họ hai bên. Tôi nghĩ rằng là hôm nay chúng ta nghĩ là nhà trai cũng như nhà gái, trâu dâu cũng như rể, không có gái thì trai làm dâu, mà không có trai thì ai làm rể, nên nó là vậy đó. Nên là chúng ta hãy cố gắng, hai cô dâu chú rể hãy cố gắng ghi lời này hôm nay và cố gắng ghi mãi mãi để chúng ta sống hạnh phúc đông đầy. Đó là đem lại cái trả ơn của bậc sinh thành cũng như người lớn chúng ta ngồi đây. Đó là mong muốn rằng hai cô cháu cứ để chúng ta đi làm tạc giả những lời mà người lớn đã dạy cho. Xin cảm ơn nhà ái rất nhiều, cảm ơn chú của gia đình cái sự mà chúc phúc hai cháu hai bên hai nội ngoại bốn bên. Thì chú rể hôm nay ngày vui, thôi mời chú rể có đôi lời cảm tạ ông bà cha mẹ đã vun vén bậc sinh thành bố vun vén cho chúng ta được ngày hôm nay. Xin mời chú rể có đôi lời cảm tạ. Kính ông ông bà hai bên gia đình nội ngoại thì không có gì hơn, thì con cũng gửi đến lời cảm chân tình và sâu sắc đến với ông bà cô dì chú bác anh chị em hai bên gia đình. Hai bên gia đình rồi, và con cũng giờ đến giờ phút này thì con cũng đã chứng không nói thì trưởng thành, nhưng mà cũng một phần gì đó cũng con lấy vợ lập gia đình. Trước là con cảm ơn cha mẹ của con sinh ra con và đã nuôi dưỡng con thành người và lập gia đình cho con, thì con gửi đến ba mẹ lời
cảm ơn sâu sắc nhất. Con cảm ơn cha mẹ vợ đã sinh ra cô vợ con để con được đến hai đứa đến với nhau. Con cũng cảm ơn trong thành nhất lời của xin gửi đến ba mẹ vợ. Nó chân thật, nó mộc mạc, nó sâu lắm. Cảm ơn tất cả. Tôi cứ tưởng là được chú để cảm ơn ba mẹ mình mà không ơn ba mẹ vợ là điều sai lầm đó. Không ai sinh ra con gái để cho mình làm vợ cả, phải không tất cả đây? Vì vậy chú rể nhanh đấy, được đấy, ok, vỗ tay đây. Rồi đã buổi lễ hôm nay đã thấy chúng ta trong thời gian chờ đợi chúng ta lên nhà hàng thì chúng ta cùng hàng viên tâm sự và trao đổi với nhau trong quan hệ ở nhau trong gia đình chúng ta. Hôm nay là chúng ta là một đại gia đình rồi. Xin chào các quý mời. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên ương sánh đôi, lên ra mắt tay trong tay, chịu nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Bên nhau như câu vấn trường, đầy khăn đứng đôi tóc,
anh vương hồng chiếu xuống niềm tin. Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian, chúng ai vừa tìm được bên mơ. Vương cho đôi uyên ương sống sung vầy vui trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên đêm hồng đùa vui trẻ thơ. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, đứng gông xin là mình
đàn ái ân là đường vẫn cỡ lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa văn phủ đun môn gót chân mềm. Lạc vào vùng xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui là đường về ấm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. Thank you.
gái thưa quý vị. Quý vị thân mến, có thể nói sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay đã nói lên hết những tình cảm, sự yêu mến mà tất cả quý vị dành tặng cho cô dâu của chú rể cũng như cho hai gia đình. Và để đáp lại tình cảm thân thiết ấy, ngay bây giờ đây cho biết thương xin trân trọng kính mời vị đại diện chủ hôn và nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cho ngày hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Cũng đi, cũng được vợ cùng bằng bà có lời hai bên gia đình được sự cho phép và chính quyền tự nguyện được sự thống nhất của hai bên gia đình hôm nay là ngày thành hôn và con chúng tôi sự hiện diện quý vị là linh quý hạnh của hai gia đình chúng tôi chúng tôi thành cảm ơn và chúc quý vị sức khỏe thành đạt được cho vâng ạ. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành đến từ vị đại diện chủ hôn và nhà trai và có những lời cảm ơn biết tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay đã bỏ chút ít thời gian của mình đến chung vui chúc phúc cho đôi vợ trẻ cũng như cho hai gia đình ạ. Mong quý vị thân mến, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong tháng. Từ ngày hôm nay họ sẽ cùng nhiều nhau để với một tình yêu mới, đó chính là tình yêu vợ chồng. Và quý vị, ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng tiến lại chiếc bánh hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ những hương vị ngọt ngào của chiếc bánh hạnh phúc. Lời hát xin ca. Oh, my life, you're my hope, you're my pride.
just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Ngày một quá, nhẹ xóa đi bao
cho em đẹp xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh a à, ha trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi à. Chiếc áo, chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ. Một chiếc áo rực rỡ em vừa theo. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm xu được bàn chân dưới tay người. Cho em đẹp xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh. À ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng rỡ tươi à, sáng ngời. À ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em. À ha, em. À ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài. Cho chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ. Một chiếc áo rực rỡ em vừa theo. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm xu được mang trên dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hãy thử mơ ước xa xôi à. Em mơ. À ha, em ơi em sẽ mong lụa là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ. Một chiếc áo rực rỡ em vừa theo. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm.